Chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với nhóm review. Hôm nay nhóm review sẽ giới thiệu với các bạn bộ cảm biến chuyển động DC12V JL288. Đây, như bạn thấy trên tay mình là bộ cảm biến chuyển động của chúng ta. Đấy, thì bộ cảm biến chuyển động này của chúng ta thì sẽ gồm có hai phần cơ bản. Đấy, một phần đây là phần mạch điều khiển, khối mạch điều khiển, và phần này của chúng ta đây là phần cảm biến chuyển động. Đấy, chúng ta sẽ có mắt cảm biến chuyển động được đi dây riêng ngoài này. Đấy, nó sẽ thuận tiện cho các bạn ở trong một số cái quá trình lắp đặt ở những vị trí mà chúng ta không thể lắp đặt cả module lớn. Đấy, thì các bạn thể sử dụng cái này. Đây, trên phần điều khiển chúng ta thì đây chúng ta có một relay. Relay chúng ta này sử dụng loại relay là 12V 10A. Ở đây chúng ta có hai dây màu vàng và màu trắng này, đó là hai dây tiếp biến thường hở của relay. Thì ở đây relay chúng ta vẫn ra đầu đủ cả ba chân, tức là chúng ta sẽ có tiếp điểm thường đóng thường hở. Thì các bạn có thể hàn thêm dây vào đây để nếu như các bạn muốn lấy tiếp điểm thường đóng ra ngoài. Đấy. Ở đây chúng ta có dây màu đỏ và dây màu đen ở đây. Thì dùng này cấp nguồn nuôi cho toàn bộ module này hoạt động. Các bạn thấy là chúng ta có ba dây dạng heater cắm để nối ra đầu cảm biến. Đấy. Ở đây chúng ta có một biến trở để chỉnh thời gian trễ. Thì thông số kỹ thuật của cái module này như sau. Điện áp sử dụng của module này thì chúng ta sẽ sử dụng là 12V DC cấp vào đây. Các bạn chú ý cấp đúng âm dương theo màu đỏ đen. Tiếp điểm nóng cắt của relay thì chúng ta có tiếp điểm nóng cắt mắc ở đây là 10A 220V. Thời gian trễ của module này thì sẽ rơi vào khoảng từ 3 đến 300 giây. Đây các bạn thể điều chỉnh bằng biến trở này. Các bạn thể có thấy đây chúng ta có một biến trở 105 đây. Thì nếu các bạn xoay về vị trí mắc này thì thời gian trễ chúng ta rơi khoảng 300. Đây tức là quay về phía này, còn nếu các bạn xoay ngược chiều kim đồng hồ về phía bên này thì nó sẽ là 3 mili giây, thì các bạn có thể điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của mình. Đấy. Góc quét của đầu cảm biến này là 140 độ. Đấy. Khoảng cách quét là từ 3 đến 5 mét. Nhiệt độ làm việc của module này thì module này có thể làm việc từ âm 20 độ đến 50 độ. Dòng standby của module này thì là 50 microa. Chúng ta thấy dòng ở chế độ chờ thì rất là nhỏ. Thì với cái module này chúng ta có đầu cảm biến chuyển động được nối riêng thì rất thuận tiện chúng ta có hình lắp đặt ở những vị trí mà khó lắp đặt, hoặc là các bạn lại muốn lắp đặt đầu cảm biến ở một nơi và muốn điều khiển thiết bị ở một nơi khác thì các bạn có thể sử dụng cái bộ này rất là tiện lợi. Tuy nhiên một cái hạn chế của bộ cảm biến này đấy là chúng ta sẽ không có cái cảm biến ánh sáng để theo dõi ngày đêm, tức là module chúng ta sẽ hoạt động cả ngày lẫn đêm. Đấy, các bạn chú ý về cái tính năng này của module. Thì với bộ cảm biến chuyển động DC12V JL288 này, các bạn có thể sử dụng để phát hiện chuyển động và điều khiển thiết bị, ví dụ như là bóng đèn. Đấy, khi có người đi đến thì bật đèn lên. Đấy. Kích thước của bộ này thì rất là nhỏ gọn, rất là tiện lợi trong quá trình lắp đặt. Chúng ta có dây, ra dây tất cả các anh như này, rất là tiện trong quá trình lắp đặt. Trên đây là video giới thiệu về bộ cảm biến chuyển động DC12V JL288 của nhóm review. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.